Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để làm sao để chúng ta có thể trở thành một bậc thầy câu cá. Mình đã thu thập được 20 loại cá lớn chỉ trong vòng 3 ngày. Nếu bạn không tin thì mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Để trở thành một bậc thầy câu cá, điều đầu tiên các bạn phải nắm được khung giờ, địa điểm, vị trí xuất hiện của các loại cá hiếm. Mình đã có làm một clip ở trên kênh YouTube của mình nói về khung giờ và địa điểm của các loại cá hiếm. Bạn nào chưa xem có thể tìm clip đó xem lại trên kênh YouTube của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, để trở thành một bậc thầy câu cá, bạn cần phải chọn đúng loại cần câu phù hợp. Mình câu được gần 20 loại cá lớn đó là vì mình chọn đúng loại cần câu ưng ý. Ở đây mình sẽ điểm qua một số loại cần câu có trong tựa game Plato Rider hiện tại. Tại cửa hàng bán cá hiện tại có bán 7 loại cần câu. Cần câu thứ nhất là cần câu lấp lánh, cần câu thứ hai cần câu nhánh cây, cần câu thứ ba cần câu mèo, cần câu thứ tư cần câu đơn giản, cần câu thứ năm cần câu khoa việt, cần câu thứ sáu cần câu con chi, cần câu cuối cùng cần câu chuyên nghiệp. Ngoài ra còn hai loại cần câu khác cần phải nạp tiền các bạn muốn mua. Cần câu gậy thần kỳ, một loại cần câu nữa đó chính là cần câu long linh. Ở thời điểm hiện tại chúng ta có 9 loại cần câu. Vậy cần câu nào là cần câu thích hợp để chúng ta trở thành một bậc thầy câu cá? Theo mình, top 1 đó chính là cần câu chuyên nghiệp. Vì sao mình lại nói như vậy? Các bạn hãy cùng xem clip này của mình. Sau đây là thành quả sau 3 ngày dùng cần chuyên nghiệp của mình. Đã thực hiện một bài test để kiểm tra cần câu chuyên nghiệp, đó chính là mình câu luân phiên giữa hố xanh và hải đăng. Tổng thời gian mình câu ở giữa hai địa điểm này là gần 3 ngày. Trong vòng 3 ngày đó mình chỉ sử dụng duy nhất một loại cần câu là cần câu chuyên nghiệp. Mình phải công nhận một điều là có thật sự là một cần câu chuyên nghiệp để chúng ta cân nhắc sử dụng. Mình câu luân phiên giữa hai địa điểm là hố xanh và hải đăng là gần 3 ngày. Số cá mà cần câu chuyên nghiệp mang lại cho mình là gần khoảng là 20 con. Một điểm mình cực kỳ thích ở cần câu chuyên nghiệp thời điểm hiện tại, khi gặp bóng 4 và bóng 5, tỷ lệ đứt dây của cần câu chuyên nghiệp nó rất là thấp, hầu như là gần bằng không. Mình đã thử dùng cần câu chuyên nghiệp câu luân phiên giữa hải đăng và hố xanh. Tổng thời gian mình câu ở hai địa điểm này là gần 3 ngày. Số cá mà mình câu được ở hai địa điểm này là gần 20 con. Chỉ một lần đứt dây duy nhất và vô số lần bấm hụt. Được càng chính xác hơn thì số cá của mình câu được có thể là không dừng lại ở con số 20, có thể là hơn. Tuy nhiên chi phí sửa chữa mỗi khi cần câu hỏng là khá là cao, nhưng kết quả đã mang lại là hoàn toàn xứng đáng. Một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, khi săn cá hiếm các bạn hãy chọn một nơi thật là vắng người, tâm phải tịnh thì cá mới lên.
của nó so với các loại cần câu khác. Chỉ nói ở đây là ở thời điểm hiện tại, nhưng sau khi những cái bản cập nhật khác thì cần câu chuyên nghiệp đó có bị giảm sức mạnh hay không thì điều đó mình không biết. Nhưng hiện tại bây giờ cần câu chuyên nghiệp là một sự lựa chọn hàng đầu, một lựa chọn số 1. Còn bạn chọn loại cần câu nào? Nhớ để lại ý kiến cũng như bình luận ở dưới cái video này cho mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Bye bye.